tất cả bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn tiếp cái chuỗi là Virtuoso Lead, những câu lead của những bậc thầy guitar. Và hôm nay chúng ta sẽ quay lại với đại danh hậu Steve Vai. Ok, Steve Vai thì mình đã dạy các bạn mấy câu rồi. Thì hôm nay có một cái câu cũng rất là hay, cũng của danh thủ Steve Vai, thì muốn chia sẻ với các bạn. Thì trong cái câu lead này, chủ yếu chúng ta sẽ luyện cái kỹ thuật quét dây. Nhưng mà nó nghe nó quét dây nó không có quá khó giống như các câu phức tạp khác. Thì cái câu này nó có một cái motif thôi, tức là các bạn quét 4-5 lần gì đó, nhưng mà có một cái motif để cho các bạn áp dụng trên những vị trí khác nhau, nó cho hiệu ứng khác nhau. Thì chúng ta sẽ luyện từ từ nha các bạn. Thì câu lick này thuộc về mi thứ nha, mi thứ. Thì chúng ta coi như mi thứ thì bạn nhớ là chỉ có một cái nốt thăng, đó là nốt pha thăng, còn lại cái nốt tự nhiên. Và chúng ta bắt đầu bằng cái mẫu nó cơ bản như sau. Các bạn thấy rằng các bạn quét từ trên xuống luôn là 16, 17, 19. Sau đó ngay ngang 19 này các bạn slide xuống ngay nốt pha thăng, tức là ngang xuống 14 ha. Thì các bạn cảm giác là ba cái lần đầu các bạn quét nhanh, rét ten à, kéo xuống tạo hiệu ứng ha. Nó như sau. Thì các bạn nhớ là khi quét mình phải tắt ba cái nốt này ra, chứ đừng có bấm một lần chúng ta bị chồng như vậy. Như vậy là không đúng của quét dây ha. Nếu bạn nào chưa rành về cái này thì xem các clip hướng dẫn chi tiết của mình trước đây ha. Từng nốt phát ra tiếng rời à, tăng 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 ha. Sau đó các bạn mới kéo xuống ngang 14 ha. À, chậm còn về nhanh ha. Tương tự sau khi kéo xuống ngang xuống 14 rồi, các bạn cũng thấy tay giống như vậy, chúng ta đánh ngang 11, 12, 14 ngay đây ha. Thì ở đây chúng ta 11 là của dây son, là nốt pha thăng nè. 12 là nốt si của dây số 2 và 14 là nốt pha thăng. Từ thoát pha thăng này các bạn kéo xuống nhân số 10 của dây 1, tức là nốt rê nha, nó như sau. Khuôn xuống ngay ngăn 10 đây rồi, tương tự thế tay của chúng ta trong lúc nãy, thì chúng ta có ngăn số 7, ngăn 8 và ngăn 10 ở đây, tương tự chúng ta quét ha. Thì ngay vị trí này các bạn thấy là các bạn kéo nó là 7, 8, 10. 10 ở đây bạn kéo xuống ngang 7. À, lại nha bạn. Rồi chưa? Rồi chúng ta đánh lại từ đầu nha. Chậm nha bạn. Rồi. Câu cuối cùng như sau, các bạn đánh. Sau đó các bạn quét từ dưới lên ngăn 2 nè, dây 1, 3 của dây 2, 4 của dây 3 và ngăn 5 của dây 4. Giống như các bạn sắp cái thế tài nó như thế này ha. Đó, chúng ta có từ dưới đánh lên luôn, nó như thế này. Và kết thúc chúng ta đánh qua nốt pha đây và pull up và nó rê. Và kết thúc là chúng ta đánh cái hợp âm mì thử, hoặc là các bạn đánh cái mì chưa thôi, là cái đoạn sau nha. Từ đầu thật chậm nha các bạn. Nhanh hơn nhé các bạn. Hy vọng câu lick này cũng sẽ giúp ích cho các bạn trong việc luyện tập và cảm nhận được những cái giai điệu, cái kiểu mà của các danh thủ guitar trên thế giới họ luyện tập, họ tạo ra những cái giai điệu này, chúng ta học tập đó để có thể biến tấu một tí để ra cái kiểu của bạn ha. Thì hãy nhớ like, share, comment, ủng hộ kênh Guitar for Freedom. Nếu bạn nào chưa subscribe, nhớ subscribe kênh nha. Mình thường xuyên ra về các clip về guitar đó. Có thể nói là kênh của mình lúc đầu sẽ có guitar thùng, guitar điện. Nhưng mà sau này guitar điện mình phát triển nhiều hơn, bởi vì đơn giản là các bạn tại Việt Nam các bạn kiếm rất là ít các kênh làm về guitar điện, cho nên mình sẽ chú trọng hơn để phát triển giúp cho các bạn. Rồi bạn nào có nhu cầu mua đàn, phơ, guitar, ampli đầy đủ hết, hãy liên hệ Amigo Guitar Shop của Khoa ha. Thì với giá rất là tốt và nhiều cái chính sách ưu đãi cho các bạn nữa. Cái đàn mình đang cầm ở đây là một cây G Custom
thuộc dạng cao cấp nha các bạn. Đó, rất là đẹp ha, của hãng Ebony. Đó, nói chung là cây này thuộc hàng top thế giới các bạn. Nó là custom mà, hàng làm giống như làm riêng, làm đặc biệt á, số lượng nó cũng không có nhiều và inlay một thứ cũng rất là đẹp. Nếu bạn nào quan tâm hãy liên hệ bên Amigo Guitar Shop, mình sẽ có giá rất là tốt cho các bạn nhé. Bạn nào cần học về kỹ thuật guitar điện hãy đăng ký khóa học của Đăng Khoa, đóng tiền một lần, học trọn đời, học bất cứ khi nào các bạn muốn, có thể là tham gia trên cái group riêng của mình để trao đổi. Và bạn khi học gặp khó khăn gì cứ gửi qua và sẽ giải đáp và hướng dẫn cho các bạn.